Hello, xin chào anh em mình nha. Chúc anh em mình ngày mới tốt lành. Bữa nay thì ông anh mình từ quyển nào vào đây? Dạ. Từ các tỉnh Bình Định nha. Và đi chung với anh trai nữa. Và ủng hộ một con Toyota DC70. Chiếc này đời 2020 nha. Anh trai quyển Phù Cát tỉnh Bình Định. Anh đi xe nào vào vậy anh? Xe Hòa Hiệp hả? À, Hòa Hiệp từ Bình Định nó vô tới đây luôn hay là vô tới Sài Gòn? À, tới Vĩnh Long luôn nha nè. Hôm nay không biết xe đi, ông đi chỉ có một chuyến là tới thôi. Đi một lên, lên ngồi chiếc xe đó. Là hình như là để hỏi anh rồi. Ủa tới mấy giờ anh đi, sáng mấy giờ anh tới? 12 giờ trưa đi, sáng giờ tới 3 giờ. À 3 giờ sáng hả? Dạ. Rồi 12 giờ trưa, nói chung là có chuyến xe cũng khỏe ghê nè. Xe Hòa Hiệp đi từ Tiến Bình Định, Cà Mau thì phải. Rồi, nay thì anh vào anh lựa một cây Kubota DC70. Mới đầu thì anh kiếm đời tầm 15, 16, 17 gì thôi. Nhưng mà quay lại thì anh nói thôi thì lựa đời 2020 luôn nha. Chiếc này tình trạng động cơ bơm zin, máy HKH nha anh em. Đi cùng với anh trai, ngày hai anh em nè ha. Rồi đây, đời 2020 thấy cam. Rồi giá thàm này cũng còn khá là liền. Xe này do là chưa rửa đáy gì hết ha. Còn dính ba cái đất bụi đồ lum ra. Chung là rửa gáy ra sạch sẽ. Động cơ bơm zin ha. Rồi đây. Bên mình mở lò nè. Số xe này như là có mở ra kiểm tra rồi hả bạn? Số xe này cũng có mở kiểm tra rồi đó. Rồi đây, dàn bột lúa nó thẳng thớm nhưng mà nó hơi có mấy dấu mẹ, dấu chày nhẹ. Thì cái này em sẽ bên em sẽ khắc phục lại cho anh mình ha. Hai vỏ khoan lúa đứng zin còn nè. Hai vỏ khoan lúa đứng zin còn nè ha. Rồi đặt ra. Vô đây cũng 4-5 giờ sáng rồi anh em. Đây, chân cẳng xe này thì chân cẳng giờ em sẽ tháo ra em kiểm tra hết toàn bộ là dàn lăn ha. Chân cẳng thì em sẽ tháo ra hết kiểm tra lại toàn bộ các dàn lăn của máy luôn, không phải riêng gì một vài con đâu ha. Rồi máy DC70 á thì giờ nói qua báo giá sẵn đây, báo giá luôn cho bà con biết ha. Máy DC70 thì hiện tại bên kho còn rất là nhiều máy đời 20, đời 21, đời 22 là ba dòng đó là bên kho em đang có nhiều nhất nha. Dụ giờ ở đây trước mặt anh em đây, một cây, hai cây, ba cây, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chín máy là đời 21 với 22. Trong đây là có hai chiếc Pro, 7 chiếc Plus nha anh em, hay là có nghĩa là hai chiếc 21 á, ủa hai chiếc 22, 7 chiếc 21 á. Đây lại ra xe hàng chạy lướt còn khá là nhiều, tầm giá 400 mấy có, 300 mấy có, 70G rồi này, 70H nè nè. Đó, thái xịn, thái cam thì có đủ, lên 20, 21 thái xịn, có thái cam thì có đủ hết nha. Rồi, ok. Máy này mình đang quan tâm các dòng máy cài hay máy gặt liên hợp của ta thì cứ liên hệ cho em nha. 105X thì bên em còn 3 xe, 108 thì em đã giao về nhà cho anh Khanh ở An Giang rồi nha bà con. 108 thì đã giao về cho anh Khanh ở An Giang rồi, thì giờ đem còn 3 chiếc 105. 320 báo giá luôn, 320 nè. Con này hơn 400, con này 600 mấy, thái xịn, đời 2020 ha. DC60, DC60 đây, bên kho còn rất là nhiều anh em ơi. Nguyên giải 4 chiếc nè, riêng 1 cục có, 2 cục có, 3 cục có, thì giá nó dao động từ 190 trở lên, cho tới 200 mấy ha. Mấy xe này toàn là xe cọp thôi anh em. Rồi, giờ đang cho anh em tiến hành nó rửa ráy máy rồi. Rồi, bà con nhà mình đang cần xe gì thì alo cho em nha. Cảm ơn em rất nhiều.